Ăn tráng miệng mà tới 2 triệu là rẻ hay mắc ta? Nhà hàng Michelin Guide đó nha. Mới chiều ăn cơm tắm chưa no nên quyết định rủ mấy đứa bạn qua nhà hàng ăn tráng miệng. Thấy mình tới trễ các bạn yêu thương hỏi thăm sức khỏe mình. Thì cũng đợi Monkey Calorie Dessert Spa 91 mặt thì bưởi nè. Mùa hè đến rồi nên nhà hàng trang trí mà âm hưởng một miền biển nhiệt đới. Bên cạnh đó là sự thân thiện sang trọng của những thực khách ăn cùng, tạo nên một bầu không khí vô cùng ấm cúng. Thậm chí có một vị khách thấy môi mình hơi tái nên đã thoa xoang để giúp mình tươi tắn hơn. Khi đặt bàn các bạn sẽ có một tấm thiệp chào mừng. Mà sao tấm thiệp của mình nó hơi sai á? Thay áo mấy anh nhân viên dễ thương quá à, mượn mặt chơi tí nữa ăn xong trả. Tới mùa hè nhà hàng cập nhật toàn mấy menu liên quan tới đại dương không à. Ủa cái gì vậy? Ý chơi game, chơi game. Mùa hè tới nè, đợi Monkey mở thêm vụ chơi game. Mình sẽ chơi một cái game nhỏ nhỏ với một bạn nhân viên, mình thắng là mình sẽ được miễn phí phần nước. Rất là xui cho nhà hàng là tôi thắng hay trời. Vì là năm đứa được miễn phí 5 ly nước. Trước khi ăn tráng miệng mình sẽ được nhà hàng tặng một món tẩy vị. Chúc mừng 5 ly nước miễn phí. Đây là 5 ly nước đây. Ly tưởng là Rainbow Punch 7 sắc cầu vồng. Nhìn cái ly là biết có cái đèn 7 sắc cầu vồng nhấp nháy bên trong. Cái vị chua chua của thơm với cam. Ngoài cùng vị ngọt của dưa lưới và vani và một chút lựu. Mọi thứ đều mang một cái âm hưởng nhiệt đới. Còn ly này là núi lửa già, O Volcano. Nhìn vô thấy màu đỏ rực là thấy giống núi lửa rồi đó. Theo chị Mẫn nói thì đây là kết hợp của các loại rau củ quả. Rất healthy, phù hợp với những ai healthy như tôi. Ngoài ra còn có cái ly đảo dừa này nhìn cũng lạ nữa. Ở trên thì là thạch thủy tinh dừa, ở dưới là nước dừa kết hợp với thơm. Cũng hên giờ nãy chơi game thắng mà 5 ly nước này 900 mấy ngàn không tính một đồng nào luôn. Mọi người nhìn giá cũng thấy nè. Nước là đủ rồi, bây giờ mình tráng miệng bằng món ăn nha. Nghe lời chị Mẫn suối kia ba món mới trên menu. Đầu tiên là món cà lem kem chuối. Đúng rồi nha, cà lem kem chuối cái gì cũng chuối hết. Nguyên cục đó là kem chuối, kế bên là mấy miếng chuối nướng, phía trên là bánh tráng chuối với lại hạt mắc ca. Cáo thì không hảo chuối lắm cho nên để Đặng Minh ăn. Theo như Mẫn nhận xét thì ở dưới đấy nó có một cái lớp kem chuối rất là bùng vị, làm cho Mẫn nhớ lại biết bao ký ức tuổi thơ từng ăn kem chuối. Cái hũ đựng bánh ăn được luôn mới ghê. Món tiếp theo có tên là thung lũng nhiệt đới. Ủa thung lũng nhiệt đới là nó tím ngắt vậy đó hả? À thì ra lớp màu tím là kem khoai môn, còn bên trong á là kem dừa lá dứa, rưới lên trên là một lớp sốt đường dừa và gừng. Và để trung hòa cái vị ngọt đó thì mình sẽ ăn chung với lại cái thạch lá dứa trong trong này nè. Vị ngọt của khoai môn, vị thơm của lá dứa, cái sự thanh thanh của thạch, ngoài cùng một chút cay của gừng giống như một cơn bão nhiệt đới vậy đó. Món tiếp theo có tên là sò mai tai. Ủa sao đang ăn đồ ngọt mà có sò nữa trời? À không, thì ra tất cả là kem nhưng mà hình dạng con sò. Lớp bên dưới là cam ngào caramel kết hợp cùng kem mai tai, kem rum nho và dầu thì là. Mùi cam caramel ngoài cùng vị kem trong miệng lạnh lạnh đã quá. Ăn kem mà có dầu thì là trong đó nên hơi lạ lạ nha mọi người. Mình có thể cầm cái vỏ sò mình ăn được luôn nha. Trong khi chị Mẫn bận kêu thêm món mặn để ăn thì mình thanh toán nha. Đây bao nhiêu món nước trừ hết tiền nước luôn. Cho bé gửi lời xin lỗi nhà hàng vì đã lỡ thắng game. Thôi về lẹ chứ để ở lại thương nhà hàng quá cái kêu món ăn nữa. Bye bye.